Mơ ước của em đã trở thành hiện thực rồi. Bởi vì khi em mở mắt ra, ai là người đầu tiên em nhìn thấy? Cảm ơn vì em đã coi anh là người đàn ông trong giấc mơ của em. Chỉ là em thôi sao? Làm em gái quan trọng lắm Canh Gia. Vì nó xuất phát từ tấm lòng rất trong sáng, không có gì chôn vùi được. Không sao đâu. Một ngày nào đó, cảm giác của anh đối với em sẽ được thay đổi thôi. Không có đâu. Anh thương người em gái này bằng mạng sống của anh. Trái tim mà không có tình yêu là một trái tim rất cô đơn. Em sẽ đợi, vì sẽ có một ngày người em gái này của anh sẽ được dạo trong trái tim của anh. Cách giải pháp thế nào rồi? Cô Jenna phái người tới xem tình hình thế nào sao? Không đâu. Không có hả? Lính dưới trướng của cô Jenna tới xem em gái của ta bị ông ta đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà như vậy sao? Bây giờ ông cô Jenna đánh đập Canh Gia Phát nữa à? Chỉ có Canh Gia Phát mới dám bảo vệ lợi ích của đất nước làm cho cô Jenna thất vọng thôi. Bành Trà Rách là vương quốc của chúng ta. Hy vọng ngươi sẽ tỉnh ngộ trước khi mọi chuyện quá muộn. Ngươi sẽ hy sinh tính mạng bảo vệ đất nước này, hay bảo vệ một kẻ phản bội như ông ta đi. Chúng ta phải chịu đựng đến lúc nào nữa đây? Sao? Ông nói Nirashin giúp chúng ta mà. Canh Gia Phát đổi ý còn đi ở chung với Thị Thầy Vô nữa đó. Chúng ta nhất định không có khu đất trên kênh đạch của Canh Gia Phát đâu. Đúng rồi đó. Nhưng Nirashin phải ở bên chúng ta. Khi nào vua Nirashin vẫn chưa có được Canh Gia Phát, chúng ta phải có quyền đòi hỏi. Chúng ta mau làm cho ông ta chấp nhận với điều kiện của chúng ta đi. Tiền phân phát cho dân hiện tại sắp hết rồi đó. Arak Phurak, liên lạc với Nirashin, nói là ta có yêu cầu mới. Lý gián những người mà cô cho đã lợi dụng để liên lạc với Nirashin. Không thể tin được. Quốc Dương ra trên ta rắc lại qua lại với cô Chanan. Không có người bạn chân thành hay là kẻ thù thật sự đâu. Chỉ có lợi ích mới có thể tồn tại được thôi. Lợi ích là ông ta có Canh Gia Phát là người phao tin. Canh Gia Phát sẽ không về nhà của cô Chanan nữa đâu. Còn công chúa? Chuyện này không cần cận vệ như ngươi giải quyết đâu.
Sao lại thức vậy? Để hoàng tử mỗi ngày tới chơi cũng được. Mẹ nói là hôm nay em chịu cười rồi. Không sao đâu, không cười với anh cũng được. Nhưng phải cười với em. Và cười với tất cả những người xung quanh nữa. Tôi không có nụ cười dành cho anh nữa đâu. Thi theo vô. Anh đi ra xin nữa. Đợi cả một đêm chỉ nói được có vậy thôi sao? Tôi rất yêu cô Kajapat. Tôi không để cô rơi vào tay ai đâu. Đừng xem tôi là cô gái dễ dãi. Tưởng là tôi qua lại không biết nghĩ tới ai như vậy sao? Giờ mẹ coi chừng Sirira giùm con nha. Công chúa rời khỏi cung lâu như vậy có tốt không con? Canh gia vào ở trong cung rồi. Cô không còn nơi nương tựa nữa rồi. Nếu đem cô về sống với cô Chana, cũng giống như mở đường cho cô Chana đem cô đi hầu hạ quốc vương ra trên Tarak vậy. Lòng ông ta làm bằng cái gì vậy? Không buông tha kể cả người tận tay ông ta nuôi nấng. Cho nên cô mới không cho cô về ở với cô Chana. Và nơi nương thân của công chúa cũng không nên là nơi đây đâu. Rồi khỏi đây và đến đỡ với tôi đi. Tôi không phải là gì của cậu đâu Majadin. Chứ cô là gì của Rajin Tarak mà tìm đến ông ta như vậy? Tôi đi không phải là vì nhu cầu hay tâm trạng thôi. Lý do mà tôi đi tốt hơn cậu nghĩ nhiều lắm.
Vậy cô kể ta mọi thứ về cô, vì cái gì hả? Nghe đây Majadin, cô Janan mượn tay chân của Nirashin giết cậu đó. Không đúng. Tôi biết là cậu đau đớn. Tôi cũng rất tiếc cho cuộc đời mình vì chính người cha dưỡng đem cuộc đời mình giao cho Nirashin. Hai chúng ta không khác gì nhau đâu Majadin. Kẻ thù của chúng ta cũng chính là kẻ thù của đất nước đó. Vậy là sao hả? Có người theo dõi, ta phải đổi xe nhiều lần lắm mới tới đây được đó. Hạ Tân nghĩ là kế của Thi Tài Dồ, vì không muốn cho người ngoài biết là Panjarat quản lý không chặt chẽ. Bọn họ muốn dùng quyền lực của mình để bắt giữ quốc vương đó. Panjarat đang đi không đúng hướng rồi. Nếu Hạ Tần muốn, người giúp Panjarat thay đổi thưa quốc vương. Ta tưởng là ông mời ta qua đây là muốn nói về chuyện ta cho đất Kanjapat chứ. Không phải đâu quốc vương, tiền tài là thứ Hạ Thần chưa từng nghĩ sẽ được có đâu. Chuyện mà Hạ Thần muốn bẩm là chuyện Hạ Thần muốn hợp tác cùng với Nirashin thưa quốc vương. Hợp tác gì chứ? Nirashin mua nguồn điện của Panjarat lâu rồi, nhưng Hạ Thần đang muốn làm cho Panjarat mua nguồn điện từ đập nước của chính mình. Vậy là tương đương với việc ông bán nước cầu dinh rồi. Đó gọi là sự thay đổi và cải tạo cho Panjarat phát triển tốt hơn, thưa quốc vương. Để ta xem xét lại trước đã. Còn bây giờ ta chỉ muốn gặp Kanjapat. Kanjapat đã ở đâu? Cho người đi mời tới chưa? Em không có đi kêu con khốn đó đâu. Nhưng bây giờ ta muốn nó phải ở đây. Nếu như không, ông già háo sắc đó sẽ không chấp nhận lời đề nghị của ta đâu. Thì thay vô không cho Kanjapat về đây nữa. Vậy chứ cô là ai hả? Cô có thể sinh ra nó được thì cô cũng có thể ra lệnh cho nó tới đây được mà. Tôi không biết cô làm bằng cách nào đi nữa. Cô phải dẫn Kanjapat về đây ngay bây giờ cho tôi. Chưa đi nữa sao? Các cô đi trước đi. Sao mẹ lại trộm khăn mặt? Cô Trần Anh đánh mẹ sao? Kanjapat à, đừng có chống đối ông ta nha con. Ông ta có ý tốt với chúng ta thôi. Ý tốt của ông ta là đem con đi đổi lấy thứ mà ông ta cần, không phải sao? Mẹ tôn kính và hy sinh cho người đàn ông ích kỷ này.